xin hãy nói cho tôi biết, các người dắt chúng đi đâu vậy? Những con bò này là vật hiến tế. Tại sao ông có thể nhẫn tâm giết hại bọn chúng? Đây là chánh pháp của ông sao mà giết hại những con vật vô tội này? Tội sẽ càng nặng hơn đó. Bệ hạ Bimbisara, chúng có tội tình gì đâu kia chứ, tại sao lại bị bệ hạ đem ra làm vật hiến tế như vậy? Chúng không khác gì chúng ta cả. Chánh pháp gì mà khiến ngài phải tàn sát những sinh linh yếu đuối kia để cầu thay đổi vận xấu của mình chứ? Nếu những con vật hiến tế này mà biết nói năng, thì chúng sẽ nói rằng con người phải trả giá cho tất cả những tội ác mà họ đã tạo. Còn nếu như đây là chánh pháp, thì người tu hành nhỏ bé sẽ nói rằng đây chính là phi pháp đó, ngài có biết không? Love.